Xin chào các bác nuôi ong nội nhé. Thì hôm nay em có mua được cái thùng ong nội địa của bác Nguyễn Hữu Lam trên Hà Nội. Đấy, hàng gửi xe ô tô. Và bây giờ nó đã về đến chỗ tôi an toàn. Đấy, về đến đất cảng Hải Phòng. Thì hôm nay tôi làm một cái video này để coi như là đập hộp cái thùng ong này. Đấy, tháo các cái ghim các thứ rồi là linh tinh. Thì bác ấy làm cái thùng ong này cũng rất là kín. Thì trong cái quá trình vận chuyển trên ô tô thì cũng không có một con ong nào bay ra ngoài. Đấy, không làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. Đấy, bác rất cẩn thận. Các bác có thể nhìn thấy sự cẩn thận của bác ấy. Đấy, bác kia cuốn băng dính những cái mối đấy, những cái mối như là các cái đai với cái nắp này rất là kín. Thế còn đây là cái cửa sổ của cái thùng ong này. Đấy, thì trong cái quá trình mà vận chuyển về thì nó về tôi nhận từ lúc 1 giờ chiều. Thì bây giờ là 3 giờ rồi. Thì trước khi tôi mở cửa tổ á, thì tôi để đàn ong trong cái phòng kín để cho nó ổn định cái thế đàn ong. Trong cái quá trình mà mình vận chuyển đường đi ấy, là mình để nó trong phòng kín để cho nó ổn định đàn. Thế sau đó thì bây giờ nó ổn định rồi thì tôi mới làm cái thao tác, đó là đặt ong vào cái vị trí mới và mở cửa cho ong đi nào. Rồi bây giờ tôi sẽ khui cái những cái băng dính này ra để tí nữa tôi có thể mở nắp tôi kiểm tra đàn ong xem đàn ong có đủ các cái yêu cầu tiêu chuẩn rồi là các thứ mà tôi đã mua hay không. Rồi ok. Bác Hải mở cái ấy cho tôi nhá, cắt cho tôi mấy cái này đi. Đây, bác dọc cho tôi mấy đường. Đấy. Đấy, bác Hải bác ấy chưa nuôi ong bao giờ cho nên là bác cũng rất là sợ. Nhưng mà chưa mở nắp cho nên là chưa có con ong nào ra, cho nên là bác ấy vẫn có thể bác ấy làm được. Thì nhiều anh em, những anh em mới nuôi ong thì những cái thao tác như này thì quá là đơn giản rồi. Đấy, thì bây giờ tôi đã đóng cái cửa sổ lại. Đấy, lúc vận chuyển thì mình mở cửa sổ ra. Thế còn bây giờ vận chuyển tới nơi rồi thì ta sẽ đóng cửa sổ lại để cho đàn ong nó không đi ngược về phía sau. Thì đây là cái vị trí của cái đàn cũ của tôi. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp cái chỗ để cho nó, thì tôi để cạnh đây. Đấy, ong của tôi thì tôi để nó gần nhau lắm, chứ không để cách 1 mét hay cách mấy mét giống các bác đâu. Hải bê cái thùng này để vào chỗ chân này cho tớ với. Đây là đằng sau thùng. Đấy, thế còn đây là đằng trước, cậu để đằng trước. Đấy. Rồi, cho lên đằng trước một tí. Nhưng cẩn thận nó bung cái nắp ra, nó túa ra, nó đốt cho hai thằng thì chết dở. Thì bây giờ tôi tiến hành tôi mở nắp cho nó đi làm nha. Bác Nam bác ấy rất là cẩn thận này. Bác ấy chèn các cái này để cho nó không bị nhảy lên nhảy xuống, không bị bung ra khi trong quá trình vận chuyển. Bây giờ tôi sẽ tháo cái lên ghim này ra. Ôi giời, cứng thế. Bác quá là chặt chẽ. Ngày này tôi bó tay rồi. Chắc là tôi phải lấy cái kìm. Bây giờ tôi lại phải nhờ đến bác Hải. Đấy, bác Hải bác ấy xử lý cho tôi cái món này.
bác ấy rút chốt như kiểu rút chốt lựu đạn ấy. Đấy, đây là cái tấm chốt của bác Nam này, rất là cẩn thận, những người bán hàng người ta rất là cẩn thận, rút chốt như rút chốt lựu đạn. Rồi Hải đi về phía đằng này. Bây giờ là cái quá trình tôi sẽ mở cửa nhé, mở cửa cái đàn ông này. Rồi đây, mình sẽ mở từ từ để cho đàn ông nó được chết rồi, nó bị kẹt. Đấy, mình sẽ mở từ từ để cho nó, cái đàn ông nó đi ra và nó định hướng được cái tổ của nó. Hiện tại là nó đang đi ra rất là đông. Đây là giống ong vàng nhá, đập hộp đàn ong nội vàng, giống vàng, rất là nhiều con ong vàng đẹp bay ra và định hướng lỗ tổ. Thì tí nữa tôi sẽ thực hành cái, tôi sẽ làm một cái thao tác, đó là kiểm tra cái thùng ong bên trong xem đàn ong đông quân hay là ít quân hay là nó như thế nào. Sau đó thì tôi sẽ có phương pháp để tôi xử lý. Thì bây giờ tôi phải đi làm cái bình khói đã, bình khói để cho cái đàn ong nó mình thao tác nó sẽ dễ hơn. Rồi bây giờ Hải quay cho tớ cái đoạn tớ làm khói. Thì giới thiệu với các anh em thì đây là cái bình khói của tôi, giới thiệu các bác đây là cái bình khói. Thì cái bình khói này là quà tặng của bác Kiện, bác Kiên Nguyễn, nickname Facebook là Kiên Nguyễn đấy, thì bác tên là Kiện. Đấy, bác ấy quý tôi nên là bác ấy tặng tôi cái món đồ này. Thì cái bình xịt này tôi thấy là nó rất là tốt. Đấy, tốt hơn so với các cái loại bình xịt mà mua của Trung Quốc rất là nhiều. Đây là hàng Việt Nam tự chế nhá, dùng rất sướng, vất mưa vất nắng không sao. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi trả củi để tôi xử lý cái làm khói. Ta sẽ bỏ củi vào trong cái nò khói này. Thì sau đó thì ta sẽ dùng cái, như tôi là tôi sẽ dùng cái bình khò mini này. Đấy, cái mỏ khò mini này tôi gắn vào cái bếp ga, cái này nó gọi là cái gì nhỉ, bình ga mini đúng không? Đấy, thì tôi sử dụng nó để tôi đốt cái củi này. Thì tôi dùng cái loại loại hàn, cái mỏ này nó dùng để hàn đồng đấy, sử dụng nó để tôi đốt lửa. Đấy, mình chỉ cần hai cái thiết bị này là mình đủ để mình sử dụng khói trong cả ngày luôn. Quan trọng các bạn sẽ phải tiếp nhiên liệu cho nó, cái nhiên liệu sẽ là củi, không cần phải nhất thiết là các bạn phải dùng cái loại bình khói bằng điện làm gì cho nó rườm rà ra. Làm khói chắc được xì như này chắc chỉ khoảng 1-2 phút cái là chúng ta đã có khói để dùng ngay rồi, rất nhanh. Ngay. Rồi.
Thì hiện tại ban đầu khi mà tôi đặt cái đàn ong nó vào vị trí cạnh cái đàn ong cũ của tôi ấy, là có hiện tượng là ong đánh nhau. Để các bạn có thể nhìn rõ là cái con ong này nó đánh nhau này, hai đàn nó khác mùi nó đánh nhau này. Đấy, các bạn để ý nhá. Đấy. Thì do cái định hướng của tổ, cái định hướng tổ của mỗi cái con ong thợ ấy, của cái ong nội địa này thì nó rất là kém, cho nên là chúng sẽ đánh nhau. Đấy, khi mà chúng ta đặt gần như này đánh nhau chí chóe luôn. Nhưng mà không sao, bởi vì là cái đàn ong này nó đang trong quá trình định hướng tổ, nó chưa quen, cho nên là nó đánh nhau một chút thôi. Thì các bạn cứ yên tâm, nó đánh nhau tầm khoảng mấy ngày thôi, đánh nhau chán thì nó sẽ thôi, nó sẽ không đánh nhau nữa. Đấy, kinh nghiệm của tôi nó là như thế. Đàn ong này khả năng là cũng đông đấy, cho nên là thấy nó ra ngoài cửa nó rất là đông. Tôi sẽ để tấm này ra đây. Thì cái khói của tôi là đã ok rồi nhá. Khói này, khói mù, khói mịt này. Thả thêm củi vào cho nó. Bình khói rất là ok, dùng nói chung là rất là sướng. Rồi, Hải này cầm quay cho tớ nha. Tớ sẽ đi tớ xử lý xem cái đàn ong này nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi mở cái nắp đàn ong này ra. Đấy. Úi giời. Ong mới vận chuyển đến điểm mới cho nên là nó rất là đông. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó lên nắp rất là đông. Đấy, bởi vì là mình vận chuyển cho nên là cái đàn ong nó sẽ bị loạn và nó sẽ bậu lên nắp. Nhưng mà không sao, chỉ khoảng một thời gian nữa là cái đàn ong nó sẽ ổn định và tự nó sẽ bám vào cầu thôi. Bây giờ mình sẽ phải làm sao cho nó khéo khéo để cho ong nó đỡ bay lung tung. Đây, ong vàng, ong đen đấy, đầy đủ. Con ong vàng nhìn rất là đẹp. Thì bây giờ tôi sẽ để đây để cho nó tự nó vào đàn của nó. Tự nó vào cái vị trí của nó. Và bây giờ tôi sẽ tháo cái lim, cái ghim tổ ong. Thì đây bác Nam bác cái ghim bằng cái thước này. Thước đặt ở dưới cái thanh, hai cái thanh xà này. Đấy, và kéo bằng dây thép kéo lên đây để cố định các cái cầu ong lại để tránh xô lệch khi vận chuyển. Nếu mà các bạn cẩn thận nhé, các bạn làm một cái ốc ở đây, một cái ốc ở đây, và chúng ta sẽ dùng dây thép, hai cái dây thép ta chằng bên này và ta chằng thêm một phát bên này nữa là nó rất là chắc. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ tháo ghim nhá. Tôi sẽ tháo ghim. Đây là cái dây thép này. Thì cái đàn này nó mới vận chuyển đến nơi ở mới cho nên là nó có khi mình không cần khói mình cũng vẫn có thể mình xử lý nó được, không sợ đốt. Nêm, tháo ghim, tháo ghim là năm. Đây là cái con ong đực vàng này. Các bác có thể nhìn thấy con ong đực vàng này. Đấy, con ong đực vàng đấy. Con ong đực có giống vàng đấy, nhìn rất là đẹp. Đấy, giống nội vàng nó thế đấy. Bây giờ tôi đi kiểm tra bên trong cái đàn ong nhá, xem thế nào. Đấy, ong vẫn đông lắm.
kiểm tra từng cầu ong xem. Đàn này rất là đông. Các bác nuôi, các bác ép quần đông như thế này. Các bác ép quần đông như thế này là lấy mật rất là ngon đấy. Đấy, con ong nó đẻ rất là ok. Ong nó mới chuyển đến nơi mới cho nên nó hơi loạn. Lý ra là không nên kiểm tra vào cái thời điểm này, nhưng mà tôi muốn làm cái video cho nên là tôi chia sẻ cho các bác, cho nên là tôi mới mở nó ra thôi. Chứ còn bình thường mình không nên mở cái đàn ong khi mà vận chuyển đến nơi mới ngay, để tránh làm xáo động xáo trộn trại ong và các đàn khác, để cho nó định hướng tổ 1-2 ngày cho nó quen đã, sau đó thì ta mới kiểm tra đàn ong. Đấy. Nó không chưa quen chỗ ấy là nó sẽ bay vào các đàn ong khác. Nó bay vào các đàn ong khác là sẽ cắn nhau đánh nhau chí chóe. Cầu này thì toàn ấu trùng thôi, phấn với ấu trùng. Mặt phấn ấu trùng đầy đủ. Đấy, nhìn ấu trùng này, lấp lánh. Thế này là ok đấy. Một đàn ong thì nó đủ các thế hệ là ok rồi. Cầu này cũng là ấu trùng lớn này. Ấu trùng tuổi lớn. Đấy, mặt lấp lánh. Chắc là bác ấy mới quay. Đây là cái gì đây? Cỏ. Rồi ok, tôi sẽ không bỏ thước vào đây, tôi không kẹp thước, tôi để không thước. Đấy, sau đó là tôi sẽ đậy ván ngăn lại. Rồi bây giờ tôi sẽ đậy cái nắp đàn ong lại cho nó ổn định nhé. Tôi sẽ đậy cái nắp đàn ong lại cho nó ổn định. Rồi. Để cho nó ổn định đã rồi sau này ta sẽ kiểm tra nó sau. Hôm nay tôi chỉ kiểm tra sơ bộ tí thôi. Ý là mình làm sao để cho nó không bị chết ong. Cái loại nắp nông như này nó mình đậy vào nó rất dễ bị chết ong. Đậy nhiều ở trên nắp như vậy mình đậy nó rất là dễ bị chết. Thế thì trong cái quá trình mình mở ra mình kiểm tra như vậy là hai cái đàn ong này đấy nó sẽ có cái hiện tượng là cắn nhau, bởi vì là mình để đàn ong ở gần nhau thì cái đàn ong mới nó sẽ định hướng cái lỗ tổ cái tổ mới của nó ở cái vị trí mới của nó sẽ chưa quen và nó vào những các đàn khác để nó gọi là đi nhầm tổ đấy. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành cái phương pháp đó là dùng khói để tôi xử lý cái đàn ong đánh nhau. Thì mình sẽ để tránh cho cái đàn ong mới này bay sang bên này để nó đánh nhau nhiều, chết nhiều, thì ta sẽ phải úng khói cái đàn ong cũ. Đấy, dùng cái biện pháp úng khói đàn ong cũ nha. Nếu mà các bác có cái bìa các tông các bác cuộn vào, xong các bác kẹp vào bên trong thì đẹp nhất. Đấy, tôi sẽ dùng cái biện pháp úm khói nó lại. Úm khói lại. Để cho khói nó bay lên nắp nhiều, là có một nắp khói là bắt đầu ta sẽ úp nó xuống. Đấy, được một nắp khói thì ta đậy lại cho nó đỡ cắn nhau.
Rồi, bây giờ chúng ta cứ để cho chúng nó tự do, chúng nó tìm tổ nó để nó vào. Thì tôi xin dừng video tại đây. Đấy. Sau này đàn ong này tôi sẽ kiểm tra và tôi sẽ làm một cái video khác cho các bác để xem. Đấy, xin chào các bác nhé. Chúc các bác một buổi xem video vui vẻ. Đấy, nuôi ong thắng lợi nhiều mặt. Tôi xin chào các bác.